Thật tự hào cho tinh thần khởi nghiệp bất khuất của Việt Nam khi đứng thứ 3 thế giới về số lượng người sở hữu tiền kỹ thuật số. Có thể bạn đang cảm thấy mình hơi lạc hậu nếu như chưa biết gì về Bitcoin. Mới đây, Mỹ đã phê duyệt quỹ đầu tư theo chỉ số của Bitcoin, quỹ Bitcoin ETF, một bước tiến quan trọng khẳng định giá trị thị trường crypto. Dành cho những ai chưa biết, thứ nhất, Bitcoin là đồng tiền mã hóa đầu tiên mang tính biểu tượng của thị trường. Giống như cái tên gọi của nó, cơ chế hoạt động được mã hóa hoàn toàn, không thể bị bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào thao túng trục lợi. Thứ hai, Bitcoin có thể được trao đổi trực tiếp bằng các thiết bị kết nối Internet với mức phí giao dịch và thời gian gần như bằng không. Thứ ba, Bitcoin có tổng cung giới hạn là 21 triệu đồng, không thể tạo ra thêm. Việc đào Bitcoin thực chất là một hoạt động dò mã từ một dãy ký tự được mã hóa đưa ra trên hệ thống. Khi dò thành công, thợ đào sẽ nhận được Bitcoin. Thứ tư, ở Việt Nam không cấm việc sở hữu, nhưng nếu bạn dùng Bitcoin như một phương tiện để thanh toán thì đó lại là điều không hợp pháp.